Dương Triệu Vũ tiết lộ sức khỏe hiện tại của anh trai Hoài Linh. Ca sĩ Dương Triệu Vũ cho biết anh bất ngờ khi nghe tin đồn nghệ sĩ Hoài Linh nguy kịch vì đột quỵ, bởi thực tế anh trai vẫn khỏe re. Anh Hoài Linh hiện ở Việt Nam. Anh khỏe re và mới có chuyến du lịch. Khi về, anh còn mang nhiều sầu riêng cho tôi và gia đình ăn nữa, Dương Triệu Vũ nói với Ngôi Sao. Em trai nghệ sĩ Hoài Linh cho biết danh hài từng bị ung thư tuyến giáp, phải xạ trị từ năm 2020 nhưng hiện sức khỏe ổn định. Dương Triệu Vũ tiết lộ thời gian này nghệ sĩ Hoài Linh đang học một lớp đạo diễn và chăm chỉ đi tập kịch, tham gia một số vở diễn, phục vụ khán giả cả trong và ngoài nước. Cách đây một tháng, anh Hoài Linh có chuyến lưu diễn ở Mỹ. Sau đó, khi về Việt Nam anh đưa cả mẹ tôi về luôn. Tội nghiệp anh tôi suốt ngày bị đồn thổi lung tung. Sợ khán giả lo lắng nên mới đây anh phải quay video, lên tiếng bác thông tin đang nằm cấp cứu, nguy kịch vì đột quỵ, Dương Triệu Vũ nói. Hôm 31 tháng 5, mạng xã hội lan truyền thông tin nghệ sĩ Hoài Linh bị đột quỵ, hôn mê sâu, xuất huyết não, tình trạng nguy kịch, khó qua khỏi. Chiều cùng ngày, Hoài Linh tự quay video, phủ nhận tin đồn anh gặp trục trặc nghiêm trọng về sức khỏe. Nghệ sĩ xuất hiện với thần thái tươi tỉnh, tỏ ra ngán ngẩm vì liên tục bị đồn đã qua đời, có vấn đề sức khỏe. Tôi bị đồn chết 8 lần rồi. Bộ muốn cho tôi chết là chết à? Muốn cho tôi đột quỵ, bệnh hoạn này nọ nhập viện là được à? Trời ơi, chán thiệt chứ, Hoài Linh vừa nói vừa lắc đầu, thở dài. Theo danh hài, ở tuổi 55 sức khỏe anh không còn tốt như trước, đôi lúc dở dở, ương nhưng cơ bản vẫn ổn. Gần đây Hoài Linh đã trở lại đóng phim, sau 2 năm vắng bóng trên màn ảnh. Anh hiện tham gia dự án điện ảnh Làm Giàu Với Ma, diễn cùng Lê Giang, Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc. Phim thuộc thể loại hài, gia đình, tình cảm. Dự kiến ra rạp vào dịp lễ 2/9. Trước Hoài Linh, nhiều nghệ sĩ cũng bị đồn mắc bệnh hiểm nghèo, đã qua đời như MC Đại Nghĩa, diễn viên Việt Hương, nghệ sĩ hài Thúy Nga, Xuân Hinh, nghệ sĩ nhân dân Công Lý. Các nghệ sĩ đều phải lên tiếng đính chính tin đồn thất thiệt và thể hiện bức xúc với những tài khoản cố tình đăng tin giật gân, sai sự thật để lôi kéo sự chú ý của khán giả. Hoài Linh sinh năm 1969, quê ở Quảng Nam, là con thứ tư trong gia đình có 8 con. Thập niên 1990, anh gây tiếng vang ở hải ngoại khi đóng kịch hài cùng Vân Sơn. Đầu những năm 2000, anh về nước sống và làm việc. Ngoài diễn kịch, anh làm giám khảo game show. Đóng nhiều phim điện ảnh như Nụ Hôn Thần Chết, Hello Cô Ba, Nhà Có Năm Nàng Tiên, Dạ Cổ Hoài Lang. Hiện anh sống chủ yếu ở nhà thờ tổ nghiệp tự xây tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Dương Triệu Vũ sinh năm 1983, tên thật Võ Nguyễn Tuấn Linh. Anh hoạt động nghệ thuật gần 20 năm, từng đoạt giải ca sĩ được công chúng yêu thích ở lễ trao giải Mai vàng 2011. Dương Triệu Vũ đã phát hành các album Thiên đàng đánh mất 2007, Em ở đâu 2009, Mãi mãi bên em 2010, gây chú ý với live show Dạ Nguyệt 2020, Nguyên Uyển 2021. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.